Và ngay sau đây, xin mời quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn sinh viên, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón xem bài thi Dân tộc Tày muốn đàn quạt, sinh viên Hoàng Kiều Trinh thực hiện tập thể lãnh đạo và huấn luyện khóa 35, 36, 37, 38. Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức. Thank you.
Quý vị được thưởng thức bài thi Dân tộc Tày của sinh viên Hoàng Kiều Trinh. Xin cảm ơn các bạn.